Để trở nên một người giàu có thì không nhất thiết phải học hành quá cao, không nhất thiết phải có bằng cấp quá lớn, quá nhiều, mà họ cần phải nắm vững 4 cái mảng kiến thức sau đây. Rồi, cần phải nắm vững 4 mảng kiến thức sau. Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên. Và ở trong video này thì tôi đặt cho bạn một câu hỏi rằng, bạn có bao giờ hỏi một câu hỏi rằng, thế vậy người giàu thì người ta làm chủ những mảng kiến thức nào không? Nào, bạn có bao giờ bạn hỏi một câu hỏi rằng, người giàu thì người ta cần phải nắm vững và làm chủ những mảng kiến thức nào không ạ? Để trở nên một người giàu có thì không nhất thiết phải học hành quá cao, không nhất thiết phải có bằng cấp quá lớn, quá nhiều, mà họ cần phải nắm vững 4 cái mảng kiến thức sau đây. Rồi, cần phải nắm vững 4 mảng kiến thức sau. Thế vậy 4 mảng kiến thức sau là những mảng kiến thức nào? Vâng, người giàu thường là có tựu chung, có rất là nhiều mảng kiến thức. Nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu một số lớn, lượng lớn người giàu thì họ tựu chung lại có 4 cái lĩnh vực, 4 cái mảng kiến thức mà phần đông trong số họ đều nắm rất là rõ. Thứ nhất, đó là họ rất là thông minh về tài chính, rất là hiểu biết rất sâu rộng về tài chính kế toán. Đó, họ hiểu rất là cặn kẽ các cái thông số về tài chính kế toán. Tại sao lại vậy? Bởi vì thông qua các bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì họ đọc vào đó, họ có thể phân biệt được đâu là công ty mạnh, đâu là công ty tốt, đâu là công ty yếu. Và nếu như họ nhìn nhận được cơ hội đâu là công ty tốt, đâu là công ty mạnh thì hoàn toàn họ có thể nắm được một cơ hội đầu tư. Họ có thể mua vào cổ phiếu của công ty đó, để sau một thời gian cái đà tăng trưởng của công ty đó tăng trưởng mạnh thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận thông qua việc đầu tư của tiền của mình vào doanh nghiệp đó. Hãy nhớ, kiến thức về tài chính kế toán là muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải học. Học ở đây là gì? Đứng ở góc độ là nhà quản lý, học ở dưới đây là góc độ để chúng ta ứng dụng chứ không phải là học để chúng ta làm. Cho nên là học để hiểu biết, để nhận thức được nó khác mới là học để chúng ta làm công việc về kế toán tài chính. Hãy nhớ, người giàu thì họ rất hiểu, rất thông thái về tài chính và kế toán. Và cái mảng kiến thức thứ hai người giàu thường nắm vững ở trong tay, đó là họ có những cái chiến lược đầu tư hết sức là khôn ngoan, có những cái chiến lược về đầu tư, có những cái tư duy về đầu tư, và họ thường biết biến những cái nguy cơ biến thành trở thành những cái cơ hội đầu tư cho mình. Tôi lấy ví dụ như trong thời khủng hoảng năm cách đây 10 năm trước, vào những năm 2011, năm 2010, thì lúc đấy sau một thời gian bất động sản tăng trưởng nóng, và bắt đầu 2012 thì bất động sản đi xuống, 2013 bất động sản đi xuống rất là nhiều, và làm cho rất nhiều người mua bất động sản không đúng cách, và họ dùng đòn bẩy quá mức từ ngân hàng, và lúc đó là không có khả năng thanh khoản, đất thì giảm giá và bị ngân hàng siết nợ, thì lúc đấy lại là cơ hội của người giàu. Thì lúc đó là gì? Họ tìm kiếm được những cái vị trí tốt, họ có thể mua vào các bất động sản với giá rất là thấp. Đó, đấy là những họ nắm vững rất là vững các cái chiến lược đầu tư để có thể mua vào tài sản ở những cái thời điểm dưới giá trị của thị trường. Và cái mảng kiến thức số 3, nhà giàu họ thường, những người giàu họ thường nắm vững, đó là họ rất thấu hiểu về thị trường, họ rất thấu hiểu về xu hướng thị trường, họ rất thấu hiểu về các cái nhu cầu, các cái khả năng, các cái nhu cầu của con người trong tương lai. Thế vậy là từ đó họ có thể thiết lập lên các hệ thống kinh doanh, họ tìm hiểu thị trường, họ phân tích các cái nhu cầu của thị trường để họ tìm kiếm xem các cái sản phẩm nào phù hợp vào trong cái giai đoạn này để họ mang từ một nơi nào đó mang về bán cho thị trường, thì lúc đó là gì? Họ thu về rất là nhiều tiền. Điển hình ở trong cái câu chuyện này, ở trong xa xưa có một câu chuyện là người đi đào vàng, và có một người rất giàu, họ nhìn thấy cơ hội là họ không đi đào vàng nữa mà họ quay về, họ đi tìm các công dụng cụ, họ mua về, họ mang đến cái mỏ vàng đấy, họ bán cho người đào vàng, và chính cái người đó trở nên giàu có. Còn người đi đào vàng thì chưa biết, chưa chắc chắn rằng họ đã đào được vàng, đúng không ạ? Đó về là gì? Họ rất là thấu hiểu thị trường, họ rất là hiểu cái nhu cầu con người, và đặc biệt họ gì? Có khả năng tiếp thị rất là tốt, và đặc biệt nữa là họ có khả năng bán hàng rất là đỉnh cao. Cho nên là gì? Muốn trở nên giàu có hơn thì những kỹ năng về nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị trường, các kỹ năng về tìm hiểu nhu cầu con người, các kỹ năng về bán hàng, các kỹ năng làm việc với con người, bạn phải là người rất giỏi. Thì lúc đó bạn sẽ chiếm được cái phần lớn, cái thị phần của mình trên thị trường, và lúc đó tất nhiên bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, và lúc đó bạn thu được nhiều tiền hơn, và bạn sẽ trở nên giàu có. Hãy nhớ, học các kỹ năng liên quan đến bán hàng là một trong những kỹ năng của người giàu. Và cái mảng kiến thức thứ tư, mảng kiến thức thứ tư người giàu thường sở hữu, đó là họ rất thông thạo, thông hiểu về các quy định của pháp luật. Vâng, ở trong môi trường của bây giờ chúng ta thì kinh doanh là phải đảm bảo đúng đạo đức, không vi phạm đạo đức và cũng không gì vi phạm pháp luật. Thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể làm việc
và phát triển bền vững được thôi. Và người giàu thì họ rất thấu hiểu các cái quy định của pháp luật, quy định về tài chính kế toán, quy định về thuế, quy định về luật doanh nghiệp. Và tất nhiên không ai có thể nắm được vững được hết. Và họ thường dùng tiền của mình để cho tiền làm việc cho mình bằng cách là gì? Họ thuê các tư vấn, thuê các cái cố vấn về pháp lý, thuê các cái tư vấn về pháp luật, để họ bất kỳ khi bước chân vào một lĩnh vực kinh doanh, một lĩnh vực đầu tư nào, thì nhờ có các bạn cố vấn, các cái dịch vụ pháp lý để cho mình làm đúng tiêu chí của pháp luật. Vâng, ở trên đây tôi xin chia sẻ với anh chị có 4 cái nội dung kiến thức mà người giàu người ta thường nắm vững, nắm rất vững và hiểu rất rõ, áp dụng rất nhuần nhuyễn. Đó, thứ nhất tôi xin nhắc lại, đó là một là liên quan đến kiến thức về tài chính kế toán. Cái thứ hai là các kiến thức liên quan đến thị trường. Đó, liên quan đến thị trường, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến bán hàng. Và cái mảng kiến thức thứ ba đó là gì? Họ rất là có rất là nhiều các cái chiến lược đầu tư thông minh. Đấy, rất nhiều chiến lược đầu tư thông minh. Và cái mảng kiến thức thứ tư ở đây họ rất nắm vững đó là gì? Các cái quy định liên quan đến pháp lý và trong cái ngành nghề của họ đang kinh doanh, đang đầu tư. Và nếu không, nếu có thể thì có thể thuê các cái tư vấn, thuê các cái nhà nắm rất là vững như là các luật sư để tư vấn lại cho chúng ta. Chúng ta có thể kinh doanh và đầu tư đúng pháp luật. Ở trên đây Phạm Thành Biên chia sẻ cho quý anh chị các cái chuỗi video liên quan đến tư duy của người giàu. Ở trong cái video sau tôi sẽ chia sẻ tiếp một cái chuyên đề tiếp. Hãy đón xem video của tôi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.